Sau những ngày tranh tài sôi nổi thì vào ngày 7 tháng 8 đã diễn ra chương trình giao lưu các đội bóng tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2019. Đây là một hoạt động bên lề rất có ý nghĩa và để lại những kỷ niệm rất tốt đẹp với các vận động viên tham dự giải năm nay. Phóng sự này cũng sẽ khép lại bản tin sức sống thể thao ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị khán giả có thể truy cập vào website thetao.vtv.vn để theo dõi lại các bản tin cũng như liên tục cập nhật những thông tin thể thao trong nước đáng chú ý. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chương trình giao lưu các đội bóng tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 được mở đầu bằng màn trình diễn văn nghệ ấn tượng, mang đến cho các vận động viên quốc tế những trải nghiệm thú vị với phong cách văn hóa dân gian độc đáo của Việt Nam. Trải qua 1/2 hành trình của giải đấu năm nay, các vận động viên không chỉ hài lòng khi được chào đón nồng nhiệt với những tình cảm giản dị và chân thành của người dân Quảng Nam dành cho họ, mà bên cạnh đó, sự tiện nghi, chú đáo của ban tổ chức giải chắc chắn sẽ mang đến cho các vận động viên quốc tế những cảm xúc thật khó quên. Tôi rất bất ngờ khi ngày hôm nay được ban tổ chức sinh nhật. Tôi cảm thấy rất vui và thực sự xúc động. Chắc chắn rằng đây sẽ là một sinh nhật rất đáng nhớ trong cuộc đời của tôi. Sau buổi giao lưu tại Công viên Văn hóa Ấn tượng Hội An, thành viên ban tổ chức và tất cả các vận động viên tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019. Tiếp tục hòa mình vào chương trình Ký ức Hội An. Đây là một trong những chương trình thực cảnh được các hãng truyền thông quốc tế lớn đánh giá là hay nhất thế giới.